dẫn chó đi tập thể dục rồi thẳng tham quan luôn các bạn thấy không? Góc độ này quay các bạn thấy không? Chỗ này hiểm trở nha các bạn, con đường đi xuống hơi hiểm trở. Giới trẻ thì nó có sức khỏe, nó thích khám phá thì nó đi, chắc vợ chồng mình không dám đi kiểu này đâu. Hoa nở rộ trên đỉnh đồi này. Top the world, đỉnh của thế giới. Đỉnh của thế giới đây. Đây, nhìn xuống kìa. Wow, nguyên một cái thung lũng phía dưới xe đạp chạy đây. Mình zoom lại cho bạn. Là mặt trời chắc khoảng chừng 15-20 phút nữa là nó sẽ lặn lại. Cái này không đi siêu em bé cũng đeo núi. Hi. Trên đỉnh này quay xuống đẹp cực kỳ các bạn ơi. Đây, đẹp cực kỳ luôn. Bạn thấy không, ở đây người Mỹ họ rất là cưng chó, coi như thú cưng. Một con thì dắt đi, một con thì ở trên xe đẩy đi, giống như đẩy một cái em bé ấy. Thì đẩy em bé đi chơi. Công cụ chúng chấm gậy thì chắc là đi với đứa con gái chấm gậy đi lên đỉnh đồi tập đùa. Đẩy chó đi chơi giống như đẩy em bé. Thank you.
các bạn thấy bông hoa kìa kìa, hoa xương rồng, hoa xương rồng ở trên top tower này. Bông hoa nhìn xuống đời đẹp cực kỳ. Cảnh cũng đẹp cực kỳ này các bạn ơi. Có một con đường để cho mọi người đi lên đỉnh núi Top Tower. Mình có thể thuê xe đạp nha. Xe ô tô thì chạy lên không được. Tại họ không cho thôi, chứ thật ra cái đường cũng là lớn rộng. Có thể chạy lên cũng được. Nhưng mà chắc họ muốn cho mình khám phá, mình đi bộ và mình đi xe đạp thôi. Cũng không có thấy xe mô tô gắn máy, chỉ có xe đạp thôi. Chắc cũng để bảo vệ môi trường ha các bạn ha. Quá đẹp lắm. Cũng dắt cho đi bộ tập thể dục. Khí hậu ở đây thật là tuyệt vời luôn. Bây giờ là khoảng chừng 7 giờ chiều rồi. Nhiệt độ cũng khoảng 15 độ C nha các bạn ha. Mát mẻ, khí hậu trong lành. Nếu tính về Đà Lạt thì ở đây hơn hẳn Đà Lạt các bạn, về môi trường, về khí hậu. Đây, trên đỉnh đồi nhìn xuống thung lũng, nhìn về bên kia nhà dân sàn sạt. Nguyên bộ xương rồng nha các bạn xem. Đẹp. Này, cận cảnh qua xương rồng. Đẹp không các bạn? Này nó muốn thành trái rồi nè. Nhìn lên đỉnh đồi. Có con đường mòn đi xuống thung lũng nè. Thấy hoa nở. Các bạn thấy không? Hoa nở đẹp ghê. Bạn thấy không? Con đường đẹp cực kỳ. Mặt trời chuẩn bị lặn rồi nha các bạn ha. Thấy cái dãy núi đó không? Mặt trời chuẩn bị lặn rồi đó. Đẹp. Quay mặt trời lặn cho các bạn xem nha. Ở dưới này là thung lũng. Xe chạy ở dưới đó. Nhà cửa.
để bảo vệ chống cháy ngọn đồi, cháy rừng các bạn. Thì có cái bảng cấm hút thuốc lá, cấm bật lửa, nếu không sẽ bị phạt 1.000 đô. Và này bông nhỏ nhỏ mà cũng đẹp ghê các bạn ơi. Đây, mấy người này họ cũng đi theo ngọn đồi. Đây, mình quay lại cái cảnh nãy nè, hai cô đang dẫn chó và đẩy chó đi chơi. Họ rất là yêu quý thú cưng nha các bạn nhé. Mấy cái cảnh này quay hoài mà không thấy chán các bạn ha. Quay hoài không thấy chán. Bông hoa vàng rực. Nhìn xuống thung lũng nha các bạn. Cũng hoa nở đầy ha. Bắt cạn xem ở dưới thung lũng xe đang chạy. Và các bạn ơi, cái giờ phút mà mình đang chào đón đó là hoàng hôn, mặt trời chuẩn bị lặn ở bên sau dãy núi nha các bạn ha. Đây là thung lũng và xe cộ mà đang chạy đó. Trên đỉnh top the world, đỉnh của thế giới, quay khi mặt trời lặn hoàng hôn ạ. Và ở dưới cái đỉnh top the world này là một cái khu dân cư và con đường xe chạy tấp nập. Đây có những cái bụi này cũng đẹp lắm các bạn, đàn em đẹp cực kỳ, không biết gọi là cây gì nhưng mà mình thấy rất là đẹp. Nó cũng có bông hoa này nha các bạn, nè bông. Rồi mình quay một cái bụi bông màu vàng đang lung linh trước gió. Ở bên kia là dãy núi và mặt trời đang lặn. Các bạn thấy không? Một cái cảnh rất là đẹp, rất là thần tiên. Nhiều khi mình muốn những cái cảnh như thế này cũng khó mà được thực tế mà mình ngắm đấy. Các bạn thấy không? Cực kỳ luôn.
tới cảnh này các bạn. Các bạn thấy không? À, mấy cái bông hoa. Đây là cảnh rất là đẹp. Hoàng hôn trên đỉnh đồi Top Dover ở Newport Beach, Nam California. Này, chuẩn bị lặn. Đây. Các bạn ơi, vậy là mình đã quay cho các bạn xem cái đỉnh đồi Top Dover này rồi nha. Vào lúc hoàng hôn. Bây giờ mình quay một cái lần cuối trước khi mình tạm chia tay và hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau. Video của mình là TT Family, tức là gia đình tiên tiết các bạn ha. Một cái nơi trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đây, xin chia tay và hẹn gặp lại video sau.